Xin chào mừng quý anh chị đang theo dõi trên kênh của Trung Thực Auto. Trung Thực Auto, vua gầm cao. Và bây giờ đang là 16:30 ngày 31 tháng 8, trước khi quý anh chị về kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 với 4 ngày nghỉ lễ. Và bây giờ thì Trung Thực Auto sẽ được giới thiệu và chào bán tới quý anh chị với 3 chiếc xe Toyota Fortuner đang được bày bán tại 495 đường Hoàng Quốc Việt, ngã 3 giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Phạm Văn Đồng, cách bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km di chuyển. Và Trung Thực Auto thì làm việc xuyên lễ, nên nếu anh chị có nhu cầu hoặc anh chị muốn tìm hiểu chiếc xe nào với gầm cao đang có mặt tại 495 đường Hoàng Quốc Việt thì anh chị hãy di chuyển đến với Trung Thực Auto để được xem xe và trải nghiệm những mẫu xe đang được bày bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và 3 chiếc xe mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay, đó là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy xăng số tự động 1 cầu, sản xuất năm 2019. Và đây là phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Chiếc xe có chủ sở hữu là công ty. Và nếu anh chị là chủ sở hữu tiếp theo của chiếc xe này thì anh chị sẽ được thưởng một giá trị hóa đơn đầu vào trị giá khoảng tầm 800 triệu. Và chiếc xe thì mang biển Hà Nội. Chiếc xe thứ hai mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động 1 cầu, sản xuất năm 2020. Chiếc xe có chủ sở hữu là tư nhân và mang biển tỉnh. Và chiếc xe thứ ba là chiếc xe có form dáng đẹp nhất tính đến thời điểm này với những chiếc xe Toyota Fortuner, đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động 1 cầu, sản xuất năm 2021. Chiếc xe có chủ sở hữu là tư nhân và mang biển tỉnh. Và đây là phiên bản Legender. Và sau đây xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết về ngoại thất cũng như là nội thất và khả năng vận hành của 3 chiếc xe trước khi chúng ta đến với giá bán và giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với những chiếc xe này là như thế nào. Và với mỗi một chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì chúng tôi luôn luôn cam kết với quý anh chị về chất lượng, đó chiếc xe không đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắt xi, không ngập nước, và đó chiếc xe minh bạch về mặt giấy tờ, không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không phạt nguội. Tất cả những điều trên thì Trung Thực Auto luôn luôn cam kết quý anh chị bằng văn bản có giá trị pháp lý. Và quay trở lại với chiếc xe mà chúng tôi muốn chào bán với quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là chiếc xe phiên bản máy xăng. Và chiếc xe này thì tất cả các chi tiết ở phần đầu xe chúng ta có thể nhìn thấy là các chi tiết vẫn còn là nguyên bản theo xe. Và cụm đèn pha của chiếc xe này vẫn đang sử dụng, đó là bóng đèn halogen với bóng đèn chiếu gần là kiểu bóng chiếu projector, và bóng đèn chiếu xa đó là phản xạ đa hướng. Và các chi tiết ở phần đầu xe vẫn là nguyên bản. Và cái hệ thống an toàn ở phần đầu xe của chiếc xe Toyota Fortuner sản xuất 2019 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia thì các tính năng an toàn như là hệ thống cảm biến vẫn chưa được trang bị ở chiếc xe này. Và tiếp tục theo sự phát triển về thời gian thì những chiếc xe Toyota Fortuner đã được thay đổi về mặt form dáng. Và lúc này đó là chiếc xe màu đen sản xuất năm 2021 và đây là phiên bản Legender. Nhưng trước khi đến với những chi tiết của những chiếc xe Legender thì chúng ta hãy cùng khám phá một chiếc xe Toyota Fortuner sản xuất 2020. Và đây là phiên bản máy dầu số tự động. Và về mặt thiết kế thì chúng ta có thể nhìn thấy lúc này là quan sát ở phần đầu xe, chiếc xe đã được chủ cũ độ lại, đó chính là độ lại là mặt Lexus và mặt ca lăng Lexus. Chúng ta nhìn giống như những chiếc xe Lexus 570. Như vậy chúng ta bỏ tiền ra để sở hữu một chiếc xe Toyota nhưng mà chúng ta lại có được một hình dáng của những chiếc xe là thương hiệu cao cấp của nhà Toyota, đó là Lexus. Cụm đèn pha vẫn còn giữ nguyên, đó chính là kiểu bóng chiếu projector đối với bóng đèn chiếu gần, và bóng đèn chiếu xa nó là phản xạ đa hướng. Và cuối năm 2020 thì những chiếc xe Toyota Fortuner đã được thay đổi. Và đây là chiếc xe cũng là sử dụng là động cơ dầu và dung tích xi lanh là 2.4 lít. Và chiếc xe cũng sử dụng là hệ dẫn động là 1 cầu. Và quan sát ở phần đầu xe chúng ta có thể nhìn thấy sự thay đổi. Và đây là phiên bản Legender, phiên bản được nói là có vẻ ngoại thất là cá tính, mạnh mẽ, thể thao, đúng không ạ? Với rất nhiều tính năng được an toàn được trang bị ở đây. So với hai chiếc xe 19 và 20 thì chiếc xe 2021 đã được trang bị các tính năng an toàn như là cam 360 độ. Và ở thế hệ này thì chiếc xe Toyota Fortuner đã có thêm, đó chính là các tính năng an toàn của hệ thống Toyota Step Vision. Vâng. Và hệ thống cảm biến thì chiếc xe cũng đã được trang bị là hai cảm biến góc. Vâng, hai cảm biến góc. Và cụm đèn pha cũng được thiết kế cách điệu với các chi tiết giải đèn LED là toát lên cái vẻ sang trọng và lịch lãm ở phần đầu xe của chiếc xe Toyota Fortuner. Tiếp tục, xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển đến phần hông xe. Ở phần hông xe thì chúng ta có thể nhìn thấy với những chiếc xe Toyota Fortuner thì 2019, 2020 hay 2021 thì quan sát ở phần hông xe thì tất cả các chi tiết vẫn còn là giữ là không có nhiều sự thay đổi. Vâng,
khoảng sáng gầm xe rồi là bậc lên xuống, các chi tiết này vẫn được là bố trí là giống nhau. Vâng, với một chiếc xe gầm cao có bậc lên xuống giúp cho việc lên xuống xe của chúng ta là trở nên dễ dàng hơn. Và gương chiếu hậu thì vẫn là chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Vâng, tích hợp đèn báo rẽ. Và ở chiếc xe 2019 Toyota Fortuner thì chiếc xe này đó là phiên bản máy xăng, cho nên cũng đã được sử dụng đó là chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Tay nắm cửa được thiết kế đó là tay nắm cửa mạ chrome. Và tương tự vậy thì chiếc xe 2021 mặc dù là phiên bản máy dầu, số tự động một cầu, nhưng cũng đã được trang bị là tính năng là chìa khóa thông minh. Vâng, chìa khóa thông minh. Còn ở phần lốp xe thì sao? Ở lốp xe thì với chiếc xe 2019, đây là dàn lốp theo xe. Dàn lốp có tuần sản xuất đó là tuần thứ 39 năm 2019, với một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và với chiếc xe sản xuất 2021 thì có tuần sản xuất đó là tuần thứ 18 năm 2021. Như vậy hai chiếc xe này đang sử dụng đó là dàn lốp theo xe. Và theo đánh giá của kỹ thuật của Trung Thực Ô Tô thì độ dày vân lốp của hai chiếc xe này vẫn còn khoảng tầm 70-80%. Hệ thống phanh thì với những chiếc xe sản xuất 2019 thì xe được sử dụng là phanh đĩa thông gió ở là hai bánh trước. Còn đối với chiếc xe 2021 thì đã sử dụng là 4 phanh đĩa thông gió cho cả 4 bánh. Điều này giúp tăng cái hiệu quả phanh. Bên cạnh là tính năng được trang bị đó là Toyota Step Piston. Và chiếc xe 2020 thì ngoài việc thay đổi về mặt ngoại thất thì có được thay đổi về mặt tính năng gì không? Vâng, tính năng an toàn ở chiếc xe này thì vẫn không thay đổi. Đó chính là xe vẫn đang sử dụng đó là hệ thống phanh đĩa ở gì? Hai bánh trước, đúng không ạ? Và đĩa đấy là đĩa thông gió. Còn với dàn lốp theo xe của chiếc xe này thì dàn lốp chúng ta hãy kiểm tra. Vâng, với một chiếc xe sản xuất 2020 thì dàn lốp đang sử dụng ở đây nó là tuần thứ 43 năm 2019. Như vậy là chiếc xe 2020 cũng đang sử dụng đó là dàn lốp theo xe. Và đường kính la răng của những chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy xăng 2019 và phiên bản máy dầu 2020, chúng ta có thể nhìn thấy giống nhau về mặt thiết kế và bằng nhau về mặt kích thước. Đó là chiếc xe Toyota Fortuner này đều được là trang bị là la răng đúc, là đường kính la răng là 17 inch. Còn với phiên bản Legender 2021 được thiết kế cách điệu hơn, thể thao hơn. Và đường kính la răng của chiếc xe 2021 là 18 inch. Còn độ rộng mặt lốp của cả ba chiếc xe này đều là giống nhau, đều là 265mm. Với việc là độ rộng mặt lốp càng lớn thì sẽ giúp cho việc là những chiếc xe của chúng ta là vận hành là ổn định, kể cả trong điều kiện chúng ta vận hành ở trong những điều kiện là đường xá là cao tốc. Và quan sát ở phần hông xe thì chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc xe Legender cũng đã được trang bị là bậc lên xuống ốp mạ chrome. Còn hai chiếc xe 2020-2019 thì hai chiếc xe này thì là vẫn là bậc lên xuống được là bọc nhựa. Tiếp tục xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển đến phần đuôi xe. Ở phần đuôi xe thì chúng ta hãy kiểm tra. Vâng, hệ thống phanh đĩa thông gió cũng đã được trang bị cho chiếc xe 2020 phiên bản máy dầu số tự động này. Còn đương nhiên rồi, 2021 cũng đã được trang bị đó chính là hệ thống phanh đĩa thông gió. Và quan sát ở góc quay này thì quý anh chị có thể nhìn thấy những chiếc xe được về tới cửa hàng của Trung Thực Auto, đó là chiếc xe đã được trải qua 176 hạng mục kiểm tra trước khi được mang về bày bán tại cửa hàng của 495 đường Hoàng Quốc Việt. Tất cả những chiếc xe chỉ đảm bảo về mặt chất lượng và minh bạch mặt giấy tờ mới được mang về trưng bày tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Đó chính là lý do để Trung Thực Auto có thể tự tin cam kết với quý anh chị về mỗi một chiếc xe được bán ra. Bởi với một đội ngũ kỹ thuật lâu năm trong nghề thì anh em hoàn toàn có thể tự tin để kiểm tra đánh giá chất lượng những chiếc xe. Không những vậy thì với những thông điệp và những cái clip mà Trung Thực Auto giới thiệu, rất mong muốn là một cách chi tiết để có thể là quý anh chị có thể đưa ra quyết định thông qua mỗi một video bán hàng của Trung Thực Auto. Và nếu anh chị thấy rằng đây là những chiếc xe mà anh chị đã lựa chọn thì anh chị có thể hoàn toàn là gọi điện đến số hotline của Trung Thực Auto, thực hiện việc là đặt cọc online. Và sau đó là Trung Thực Auto sẽ di chuyển những chiếc xe này tới địa chỉ nhận hàng của quý anh chị. Tại địa chỉ nhận hàng mà nếu những chiếc xe này là không đúng những gì mà Trung Thực Auto cam kết, không đúng những gì mà Trung Thực Auto chia sẻ, anh chị hoàn toàn có quyền là từ chối nhận xe. Và mọi chi phí cho việc di chuyển những chiếc xe này thì là Trung Thực Auto sẽ chịu mọi hoàn toàn chi phí. Và quay trở lại với chiếc xe thì ở phần đuôi xe thì chúng ta có thể quan sát thấy là về mặt thiết kế thì tất cả các chiếc xe này đều thiết kế giống nhau về mặt là bố cục. Đó chính là xe cũng đều được trang bị đó là cánh hướng gió, đèn báo phanh trên cao, thanh nẹp biển số mạ chrome, đúng không ạ? Và với các tính năng an toàn ở phía đằng sau, với những chiếc xe là phiên bản máy xăng cũng đã được trang bị đó là hai cảm biến sau. Và chiếc xe Legender thì được trang bị là 4 cảm biến phía đằng sau. Như vậy Legender đã được trang bị tới 6 cảm biến, đúng không ạ? Với hai cảm biến góc phía đằng trước và 4 cảm biến ở phía đằng sau. Còn chiếc xe 2020
Toyota Fortuner phiên bản máy dầu cũng được trang bị đó là hai cảm biến lùi. Và cả ba chiếc xe Toyota Fortuner mà chúng tôi đang giới thiệu và chào bán tới quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì đều được trang bị đó chính là camera báo lùi. Và camera báo lùi sẽ giúp cho việc là chúng ta là di chuyển, đặc biệt là trong trường hợp là lùi xe này trở lên là dễ dàng hơn. Còn về cốp điện thì sao? Xe 2020 phiên bản máy dầu số tự động một cầu vẫn đang sử dụng là cốp mở tay. Còn chiếc Legender thì đã được trang bị đó chính là cốp mở điện. Và tương tự vậy thì chiếc xe 2019 máy xăng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, chúng ta vẫn đang là phải mở bằng tay. Và đây chính là không gian khoang chứa đồ mang tính chất truyền thống của là những chiếc xe Toyota Fortuner. Khoang chứa đồ rộng rãi, gập ghế linh hoạt. Và những chiếc ghế của những chiếc xe Toyota Fortuner là gập ghế một chạm, cũng như là điểm định vị của là hàng ghế thứ ba cũng ở gần với cả cản sau hơn, giúp cho việc là định vị thì của những chiếc ghế này cũng trở nên là dễ dàng hơn. Hệ thống điều hòa của những xe Toyota Fortuner, và đó chính là có cửa gió tới từng vị trí ghế ngồi. Và chiếc Legender thì nó là hệ thống điều hòa là tự động cả gì hệ thống đằng trước và hệ thống đằng sau, đúng không ạ? Và với việc là sử dụng những chiếc xe đã qua sử dụng tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì anh chị sẽ được thừa hưởng các chi tiết ở chủ cũ trang bị thêm. Như trên chiếc xe này đó chính là bộ thảm trải sàn 6D rồi trải sàn Simili. Tất cả những chi tiết này sẽ giúp cho anh chị là dễ dàng vệ sinh không gian khoang nội thất trong trường hợp là không may bị dính bẩn. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có cả ốp cản sau. Và một chi tiết giúp cho việc là cản sau của chúng ta dễ không bị chảy xước trong trường hợp là chúng ta mang vác đồ lên xe. Và tính năng cốp điện ở trên chiếc xe Legender này cũng là một trong những tiện ích giúp cho việc là mang vác đồ của chúng ta lên không gian khoang chứa đồ chiếc xe Toyota Fortuner trở nên là đơn giản và dễ dàng hơn. Nhưng không vì là chúng ta mở tay mà chúng ta cảm thấy bất tiện. Điều quan trọng nhất đó chính là những chiếc xe Toyota Fortuner đem lại cho chúng ta đó chính là không gian sử dụng rộng rãi, rồi là tiết kiệm nhiên liệu. Và đó là chúng ta có thể nhìn thấy là những chiếc xe Toyota Fortuner đâu đó nếu như chạy ngoài đô thị với 100 km/h thì chỉ khoảng 6,9 lít cho 100 km ngoài đô thị và 10,8 lít là cho trong đô thị. Đấy là những điều mà những chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động một cầu đem đến cho quý anh chị về tính kinh tế khi mà sở hữu những chiếc xe như thế này. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với những góc quay về không gian khoang nội thất của những chiếc xe Toyota Fortuner mà chúng tôi đang muốn chào bán tới quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là chiếc xe sản xuất năm 2020 phiên bản máy dầu số tự động một cầu. Ở góc quay này thì chúng ta đang đến với những khung hình về không gian khoang nội thất của chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động một cầu sản xuất năm 2020. Bộ ghế da là nguyên bản, xe được trang bị là ghế lái là được trang bị tính năng là điều chỉnh điện. Và đây là không gian khoang nội thất của một chiếc xe đã lăn bánh được là 3,6 vạn. Xe được tay lái bọc da, ốp gỗ, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, đàm thoại rảnh tay, màn hình DVD. Tuy nhiên, hệ thống điều hòa và chìa khóa vẫn là điều hòa là chỉnh tay. Và chìa khóa vẫn là chìa khóa cơ. Về chế độ vận hành thì chúng ta có thể nhìn thấy là xe có thêm hai chế độ vận hành, đó là Eco Mode và Power Mode bên cạnh chế độ vận hành thông thường, giúp cho những chiếc xe Toyota Fortuner trở nên là linh hoạt hơn trong quá trình là vận hành. Hộp số tự động 6 cấp kết hợp với cả động cơ dầu là 2.4 lít giúp cho những chiếc xe Toyota Fortuner trở nên là khỏe khoắn, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Tiếp theo, xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với không gian khoang nội thất của chiếc xe Toyota Fortuner sản xuất 2019, và đó là chiếc xe máy xăng. Bước vào không gian khoang nội thất của chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia thì quý anh chị có thể nhìn thấy không khác gì so với chiếc xe 2020 sử dụng là động cơ dầu. Tuy nhiên, xe đã được trang bị đó là chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Hệ thống điều hòa thì cũng đã trang bị đó là hệ thống điều hòa là tự động. Tính năng cruise control cũng đã được trang bị trên chiếc xe này. Và hàng ghế trước thì cũng được trang bị đó là ghế lái điều chỉnh điện. Còn ghế hàng khách phía đằng trước vẫn đang là chỉnh tay. Hệ thống điều hòa vẫn là hệ thống điều hòa tự động hai dàn lạnh độc lập, có cửa gió tới từng vị trí ghế ngồi. Và sau đây xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển đến chiếc xe sản xuất 2021 có gì khác. Vâng, chúng ta cùng đến với chiếc xe 2021. Điều đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là chiếc xe này tương đồng giống như là nội thất của chiếc xe Toyota Fortuner nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia sản xuất 2019. Tay lái bọc da, ốp gỗ, điều hòa là tự động. Tuy nhiên về tông màu nội thất thì ở chiếc xe này đó là xe đã sử dụng đó là tông màu nội thất là ghế da màu đen và màu đỏ. Và đây là phiên bản Legender. Ghế lái và ghế hành khách phía đằng trước được trang bị tính năng đó là điều chỉnh điện. Về khả năng vận hành thì xe cũng vẫn có chế độ lái thông thường, bên cạnh đấy chế độ lái là Eco Mode và Power Mode.
về hệ thống âm thanh thì xe đã được chủ cũ trang bị lại, đó chính là hệ thống âm thanh, đó là màn hình DVD và đây là màn hình Android, màn OLED, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm cũng đã được trang bị trên chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động một cầu phiên bản Legender này. Ngoài ra thì về tính năng an toàn thì bên cạnh là hệ thống cân bằng điện tử kiểm soát lực kéo giống như những chiếc xe 19 và chiếc xe 20 thì hệ thống Toyota StepVision cam 360 độ, đó là những tính năng mà được trang bị thêm trên chiếc xe 2021 này, giúp cho những chiếc xe Toyota Fortuner là trở nên là an toàn hơn. Và sau đây xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển đến khu vực không gian khoang động cơ của ba chiếc xe. Xin mời quý anh chị. Điều đầu tiên mà chúng ta dễ nhận thấy khi chúng ta bước đến không gian khoang động cơ của những chiếc xe Toyota Fortuner, đó chính là thanh đẩy thủy lực chưa được trang bị ở khu vực là để mở nắp capo trở nên dễ dàng hơn. Nhưng đó cũng là một cách để chúng ta có thể là tập tạ tốt hơn. Động cơ, hộp số, đó là những điều mà Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị về tính nguyên bản, chưa tháo dỡ cũng như là chưa đại tu. Và đây chính là không gian khoang động cơ của những xe máy xăng. Và chiếc xe đã lăn bánh được là 3,1 vạn. Và đây chính là số km lăn bánh thực tế của chiếc xe này. Và chiếc xe đang được chào bán tại cảng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 939 triệu và có thể xuất hóa đơn đầu vào với giá trị là 800 triệu cho một chiếc xe có chủ sở hữu là công ty và mang biển Hà Nội. Chiếc xe thứ hai đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản Legender. Và đây chiếc xe sản xuất năm 2021, xe mới lăn bánh được là 1,8 vạn. Và chiếc xe được lắp ráp tại Việt Nam, có chủ sở hữu là tư nhân, một chủ từ đầu và mang biển Hà Nội. Và chiếc xe đang được chào bán tại cảng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 1 tỷ 265 triệu. Và 1 tỷ 065 triệu, đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động một cầu sản xuất năm 2020. Và chiếc xe có chủ sở hữu là tư nhân và mang biển tỉnh. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã đồng hành chia sẻ cùng Trung Thực Auto trong suốt thời gian qua. Và anh chị đã xem hết video này. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị trong những lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo. Chúc cho anh chị có một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2022 thực sự là an toàn và thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.